Sonolog Media xin chào các bạn. Hiện tại trên tay mình đang là chiếc tai nghe Sennheiser Momentum True Wireless. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối, sử dụng các chức năng và reset lại chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe in-ear của chúng ta được trang bị chuẩn Bluetooth 5.0, khả năng chống nước IPX4. Thời lượng pin sử dụng liên tục là 4 giờ đồng hồ và kèm theo đốc sạc là 12 giờ đồng hồ. Rất là thoải mái cho các bạn có thể sử dụng trong vòng 1 ngày. Trong phần đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc tai nghe với thiết bị di động. Để kết nối thì việc đầu tiên các bạn hãy mở nắp ra, nhấc hai tai của chúng ta ra, chạm và giữ vào cả hai tai khoảng 4 giây. Sau đó các bạn hãy bật Bluetooth trên điện thoại. Các bạn đã thấy Momentum True Wireless, các bạn chỉ cần chọn vào đó. Như vậy là chiếc tai nghe đã kết nối với thiết bị di động của các bạn thành công. Để nhận cuộc gọi đến thì các bạn hãy chạm một lần vào tai bên phải. Và để kết thúc cuộc gọi, các bạn cũng làm như vậy, hãy chạm một lần vào tai bên phải. Mic của chiếc tai nghe thì được trang bị ở cả hai bên tai, rất là thoải mái cho các bạn khi đàm thoại. Và để từ chối cuộc gọi, các bạn hãy chạm hai lần vào tai bên phải. Khi nghe nhạc, các bạn muốn tiếp tục hoặc là tạm dừng bài hát thì hãy chạm một lần vào tai bên trái. Các bạn muốn chuyển bài thì hãy chạm hai lần vào tai bên trái. Các bạn muốn quay lại bài hát trước thì hãy chạm ba lần vào tai bên trái. Để tăng âm lượng, các bạn hãy chạm và giữ vào tai bên phải khoảng 2 giây. Để giảm âm lượng thì các bạn hãy chạm và giữ vào tai bên trái khoảng 2 giây. Và để sử dụng trợ lý ảo Siri hoặc là Google Assistant, các bạn chỉ cần chạm một lần vào tai bên phải. Như các bạn có thể thấy trên màn hình điện thoại của chúng ta thì đã hiện ra trợ lý ảo Siri. Cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset lại chiếc tai nghe. Để reset thì trước hết trong mục Bluetooth các bạn hãy chọn quên thiết bị cũ đi. Sau đó các bạn hãy đặt hai chiếc tai nghe của chúng ta vào trong đốc sạc với điều kiện đốc sạc của chúng ta còn trên 60% pin. Các bạn hãy đặt vào trong đó khoảng tầm 1 phút. Tiếp tục, các bạn hãy chạm và giữ vào cả hai tai khoảng 30 giây để thực hiện quá trình reset. Sau khi reset xong chiếc tai nghe thì các bạn chỉ cần nhấc ra và kết nối như ban đầu clip mình hướng dẫn là được. Vừa rồi là clip mình gửi tới các bạn hướng dẫn cách kết nối, sử dụng các chức năng và reset lại chiếc tai nghe Sennheiser Momentum True Wireless. Các bạn đừng quên để lại một like, share, comment cũng như subscribe YouTube channel của Sonolog Media. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.